Xin chào, mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Của Việt Nam. Chúc mọi người có một ngày mới tốt đẹp. Và hôm nay thì Thủy sẽ làm món bò. Bò bít tết nha, theo khẩu vị và theo cách của mình. Đây các bạn cùng xem nha. Rất là hấp dẫn và ngon tuyệt vời ở mặt trời luôn. Mình đã chuẩn bị 3 miếng thịt bò nha. Trong đây thì mình có rắc chút xíu. Đây là bò Úc nha các bạn. Thanh thịt bò Úc gì đó. Thì mình mua, người ta cứ cắt từng miếng bít tết sẵn ra như vậy, mình rồi về nhà mình ướp gia vị thôi. Thì gia vị cũng rất là đơn giản, chẳng có gì hết, các bạn chỉ cần bỏ tiêu với muối, các bạn vặn vô đây xong rồi mình bỏ vào là nướng nha. Chờ chút xíu mình nha. Wow, hấp dẫn không? Ngon quá đi ha. Rồi mình ăn nha. Tối với mình nha. Wow, các bạn nhìn dễ thịt bò ngon không? Mình tự làm nha, bỏ bít tết không cần phải đi ra ngoài quán xá cho mình ăn uống tại nhà. Và nếu mà các bạn thích chấm tương ớt thì mình có thể sử dụng tương ớt nha, mình xài tương ớt này. Vì cái khoai tây này mình có thể luộc lên, mình nghiền nát vô, các bạn bỏ chút xíu sữa cream, kem, một chút xíu kem, rồi các bạn cho xíu tiêu, tỏi, tiêu ớt. Nhưng mà bữa nay em gái mình thích ăn để nguyên vậy thì mình để vậy luôn nha. Mình chỉ việc hấp lên hoặc luộc lên thôi. Ngon quá. Đây có tỏi mình ngâm luôn nha. Bạn nào thích ăn rau gì thì mình có thể làm rau đó mình ăn. Nhà mình có mấy loại rau này nên mình làm. Ngon quá cả nhà ơi, rất rất là ngon luôn nha. Bữa nay thời tiết nóng quá. Cách này rất là đơn giản, các bạn chỉ cần rắc tiêu, muối tiêu vô. Mình chị ăn luôn hả? Hy vọng là với cái cách làm đơn giản này, các bạn có thể làm món bò bít tết ăn tại nhà dành cho người thân của mình nha. Rất là dễ làm. Ngon, ngon mà dễ. Vì nếu các bạn ra ngoài ăn thì bò người ta làm rất là mỏng, ăn không có thấm khí vào đâu hết. Thank you.
Họ thì để bữa giờ nó không ăn cái chua quá hả? Ngon lắm nha cả nhà. Chúc mọi người có một bữa ăn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Bye bye.